Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Phi-la-tô hỏi Chúa Giêsu rằng: ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúa Giêsu đáp: quan tự ý nói thế hay là có người khác nói với quan về tôi? Phi-la-tô đáp: ta đâu phải là người Do Thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì? Chúa Giêsu đáp: nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do Thái. Nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này. Phi-la-tô hỏi lại: vậy ông là vua ư? Chúa Giêsu đáp: quan nói đúng, tôi là vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về chân lý. Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi. Đó là lời Chúa. Kính thưa hai cha và kính thưa toàn thể quý ông bà anh chị em. Cách đây không lâu, một người lính Mỹ trên một chuyến xe buýt ở Thụy Điển nói với người hành khách ngồi bên cạnh rằng: ông biết không, nước Mỹ là một quốc gia dân chủ nhất trên thế giới. Những người dân thường có thể vào tòa Bạch Ốc để gặp Tổng thống và bàn luận về đủ mọi thứ chuyện với Tổng thống. Người hành khách bên đấy ngồi đáp lại như thế này: nhảm nhò gì, ông biết không, ở Thụy Điển này vua và dân chúng cùng đi chung xe buýt với nhau. Khi người hành khách đó bước xuống xe ở cái trạm dừng chân kế đó thì những người hành khách khác nói với người lính Mỹ rằng: ông vừa ngồi ở bên cạnh vua Gustav Adolf Đệ Lục. Chúa Giêsu là vua, là vua các vua, như chúng bài hát nhập lễ hôm nay. Nhưng mà Ngài đang đi chung chuyến xe đời với chúng ta về quê trời, về nơi cái bến đỗ thực sự của cuộc đời của chúng ta. Ngài là Chúa, là vua của chúng ta. Trong Ngài chúng ta sống, hoạt động và hiện hữu. Ngài không chỉ là một phần đời sống của chúng ta, mà Ngài ở trong trung tâm của tất cả đời sống chúng ta. Ngài cũng là khởi đầu và là chung cuộc, là Alpha và Omega của sự sống của chúng ta và của tất cả sự sống. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Nhật hôm nay là Chúa Nhật thứ 34 và là Chúa Nhật cuối cùng của mùa thường niên. Và hôm nay theo truyền thống, chúng ta mừng trọng thể lễ Chúa Kitô là vua, lễ của nước Thiên Chúa, lễ của việc cai quản của Thiên Chúa. Với Chúa Nhật này, chúng ta cũng tới chung kết của mùa phụng vụ năm B. Và Chúa Nhật tới là Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng. Và như thế chúng ta bắt đầu năm phụng vụ mới là năm phụng vụ C, năm C. Và khi chúng ta kết thúc năm phụng vụ như chúng ta vẫn làm hàng năm, là chúng ta hướng về tương lai. Tương lai thực sự khi Chúa Kitô lại đến trong vinh quang, trong ngày phán xét sau cùng. Khi chúng ta nói Chúa Kitô là vua thì cái chữ vua đó gợi lại chúng ta rất là nhiều hình ảnh. Những hình ảnh này có thể ảnh hưởng lên suy nghĩ của chúng ta về lễ Chúa Kitô vua hôm nay. Vậy ngày lễ hôm nay có ý nghĩa gì? Và có còn thích hợp khi gọi Chúa Giêsu Kitô là vua không? Vì bây giờ hầu như không còn quốc gia nào còn vua nữa. Mặc dù có vua chăng nữa cũng chỉ là
đứng cho nó có vị mà thôi, làm một chức vụ danh dự mà thôi. Tại vì quyền hành hầu như là ở trong tay thủ tướng hay là các tổng thống là đầu của quốc gia. Và chúng ta cũng phải nên hỏi là tại sao mà ngày lễ Chúa Kitô vua lại được mừng trong cuối năm phục vụ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, gọi Chúa Kitô là vua là một nghịch lý, và nó là một nghịch lý chính ở trong niềm tin của chúng ta. Như bài phúc âm của Thánh Gioan hôm nay trình bày Chúa Kitô như là một vị vua, nhưng Ngài là vua theo một nghĩa khác. Phúc âm cho chúng ta thấy cuộc đối đầu giữa Phi-la-tô và Chúa Giê-xu, cuộc đối đầu giữa vị toàn quyền của đế quốc La Mã có quyền lực vô biên, muốn giết ai thì giết, muốn tha ai thì tha, và Chúa Giê-xu, một vị thầy dạy đạo theo người Do Thái đó nhìn thấy là người không một tấc sắt sắt trong tay. Và quan toàn quyền Phi-la-tô hỏi Chúa Giê-xu, ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúa Giê-xu trả lời, nước tôi không thuộc về thế gian này. Nước tôi thuộc về thế gian này thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do Thái, nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này. Sau đó Phi-la-tô hỏi Chúa Giê-xu lần nữa, vậy ông là vua ư? Chúa Giê-xu đáp, quan nói đúng, tôi là vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này để chỉ làm chứng về chân lý, và ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi. Cái câu trả lời của Chúa Giê-xu, Ngài xác định Ngài chính là vua, nhưng nước Ngài không thuộc về thế gian này. Và Thánh Gioan trình bày Chúa Giê-xu là vua trong chính cái sự khiêm tốn của Ngài. Một người đứng trước mặt quan toàn quyền Phi-la-tô với hai tay bị trói và thân thể đầy thương tích vì bị hành hạ. Ngài là vua, nhưng Ngài nói để làm chứng về chân lý. Và chân lý đấy như thế này là Thiên Chúa là tình yêu, và bởi sức mạnh của tình yêu mà Thiên Chúa cai quản thế giới, và rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta từ thuở đời đời. Chúa Giê-xu là vua khác hẳn với những hình ảnh thông thường của vị vua truyền thống. Ngài cũng là vị vua khác hẳn với vị vua thiên sai, hay là tiếng Do Thái gọi là Messiah King, như là vua David thời xưa. Người ta đang mong đợi một vị vua như thế. Chúa Giê-xu không phải là vị vua đó. Do đó không nên so sánh vương quốc của Chúa Giê-xu với vương quốc trần thế. Vương quốc của Ngài không liên quan đến quyền lực tàn ác hay những nghi lễ của hoàng gia, hay tất cả những gì chúng ta nghĩ về các vị vua của trần thế thông thường này. Ngài không có các bộ trưởng, không có các đầy tớ phục dịch, không có hoàng bào, không có vương trượng. Ngược lại, triều thiên của Ngài là mão gai, hoàng bào của Ngài là cái áo choàng thẫm máu. Ngài đứng cô đơn một mình, bị kết án, bị khinh rẻ, và sau cùng bị đóng đinh và trên cây thánh giá là ngai vàng của Ngài và tấm bảng ghi Giê-xu Nazareth, vua dân Do Thái. Chúng ta gọi Chúa Giê-xu là vua bởi vì giá trị của Ngài, bởi vì tính xác thực của Ngài. Và trong Ngài chúng ta nhận ra một loại quyền lực khác hơn là quyền lực liên quan đến vương quyền của thế gian. Quyền lực của Ngài có từ thuở đời đời và vững bền thiên thu. Đặc tính của nó là phẩm chất thiêng liêng vĩnh cửu. Nó sẽ bắt chiến và mang đến chiến thắng bất ngờ trước tất cả những bất lợi, trước tất cả những nguyên tắc và quyền lực của thế gian này.
Có một diễn viên nổi tiếng nói với một nhóm diễn viên trẻ một lời khuyên sau đây: vua ở trong tất cả các khán giả, hãy diễn như là diễn cho vua xem. Chúng ta cũng có thể nói như vậy: vua, các vua đang hiện diện giữa tất cả mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hãy trình diễn cho vua chúng ta xem. Vì thật vô bổ nếu chúng ta mừng lễ Chúa Kitô vua mà không đặt đời mình trong vương quyền của Ngài. Ngài sẽ cai trị đời sống chúng ta với tình yêu của Ngài. Và chúng ta đợi chờ Ngài, Ngài lại đến trong ngày phán xét cuối cùng. Không ai trong chúng ta biết được ngày đó sẽ ra sao, nhưng đó không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là việc chúng ta chuẩn bị cho giờ phút ấy thế nào. Mỗi người chúng ta nên tự hỏi chúng ta sẽ phản ứng ra sao và sẽ đáp trả lại thế nào khi Ngài đến gọi chúng ta, hay khi Ngài đến gọi chúng ta về nhà, gọi tên từng người một và nói hãy về nhà, hãy trở về nhà, chúng ta sẽ phản ứng ra sao? Và các con thân mến, các tân tòng thân mến, hôm nay các con sẽ được đón nhận vào làm thần dân của Đức Kitô là vua. Các con sẽ trở nên một phần chi thể trong thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô là vua. Thân thể mầu nhiệm đó, Chúa Kitô là đầu, là vua cai trị. Thân thể mầu nhiệm là giáo hội. Chúng con trong thánh lễ hôm nay và trong cái nghi thức rửa tội hôm nay, chúng con hãy đặt mình dưới quyền cai trị của Đức Kitô để Ngài cai trị, hướng dẫn, cai quản cuộc đời của chúng ta từ bây giờ và cho đến cuối cuộc đời. Chúng con luôn luôn biết đặt mình vào dưới vương quyền của Đức Kitô. Và khi chúng ta đặt mình dưới vương quyền của Đức Kitô thì chắc chắn khi Đức Kitô đến gọi chúng ta trong ngày sau hết của chúng ta hay là ngày tận thế, chúng ta không có gì phải lo sợ vì chúng ta đã là thần dân của Ngài. Đương nhiên chúng ta sẽ bước vào vương quốc vĩnh cửu của Ngài.